Khi mà sensei để các cái trong ngoặc này, sensei nhắc lại một lần nữa, có nghĩa là sensei gợi ý rằng là cái chữ Hán này nó xuất hiện trong cái từ nào, để cho các bạn liên tưởng, à nó là hiệu ở trong cái chữ trường học, chứ nó không có nghĩa là trường học nhá. Một số bạn đừng hiểu nhầm, được chưa nhỉ? Rồi nhá, sensei sẽ đến với gợi ý cách nhớ đây. Thì với cái chữ này, chúng ta khó hình dung nên là sensei sẽ ưu tiên các bạn là nhớ theo bộ đấy nhỉ, nhớ theo bộ. Thì các bạn nhìn sang bên trái này nhá, đây có phải là chữ mộc không, bộ mộc không, có nghĩa là cái cây đúng không? Còn ở đây thì các bạn nhìn ở dưới này này, đó giống chữ gì đây, chi chi đúng không, là bố đúng như nhỉ, chi chi là bố. Còn ở trên này tạm thời sensei cứ liên tưởng nó là một cái mũ đi, thì sensei liên tưởng là hình ảnh một ông bố đang đội mũ này, đứng bên cạnh cái cây này, đó đúng chưa? Thì sensei có câu là gì đây, bố tôi đến đón và làm sao nhỉ, chờ sensei một chút nhỉ, và đợi tôi dưới gốc cây ở cổng trường đấy nhé.